Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải xem hình ảnh nữa mà mọi người xem trực tiếp video. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết. Hôm nay thì mình sẽ xin phép được giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình sứ trắng loại đẹp Bát Tràng vẽ tay và được vẽ cảnh là công danh phú quý. Đây là một cặp lục bình với cái chiều cao là tính từ chân cho đến miệng là 1m36, 1m36 và đường kính bụng của sản phẩm là 42. Lục bình này thì sử dụng thêm chân đế của nó lên nữa là 1m55. Chúng ta sẽ sử dụng cái đế gỗ như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng cái chân đế gỗ như thế này. Là bình của chúng ta sẽ lên là 1m55. Tất cả cái họa tiết mà mọi người nhìn thấy ở trên đây là đều được vẽ bằng tay, vẽ thủ công bằng tay hết. Và cái màu sắc của sản phẩm này nó là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ bị phai mờ trong quá trình sử dụng. Và để mãi mãi thì cái độ bóng và cái màu sắc của sản phẩm nó sẽ như thế này mãi, nó sẽ không thay đổi. Để tạo ra một cặp lục bình như này thì nguyên liệu sẽ phải sử dụng là nguyên liệu đất trắng xương trong, loại đất sét trắng cao cấp. Nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì sẽ cho ra loại sứ trắng như mọi người đang nhìn thấy đây. Trắng rất là trắng, trắng tinh, trắng như đá. Mình sẽ gõ thử âm thanh cho mọi người nghe. Cái âm thanh của nó nhé, rất là đanh, trong và vang tiếng. Chỉ có hàng đất trắng nung ở nhiệt độ cao mới cho ra được cái loại âm thanh như thế này. Sẽ quay chi tiết vào cho mọi người nhìn được nhé. Cái loại này thì cái bình của nó, trọng lượng của nó rất là nặng. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng đèn, chúng ta có thể dọi xuyên qua được cái phần sứ của này, là thấu quang, xuyên sáng, nó còn xuyên được ánh sáng qua nữa. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều mẫu lục bình vẽ cảnh là công danh phú quý, nghĩa là cùng là một cái tên nhưng có rất nhiều kiểu vẽ họa tiết khác nhau. Ví dụ như là cùng là một cái tên là công danh phú quý nhưng mà có rất nhiều kiểu chế tác cái họa tiết để nó tạo thành một cái lục bình khác nhé. Vì vậy là cái tên của nó nhưng mà nó sẽ có rất nhiều kiểu vẽ họa tiết khác nhau. Đây chỉ là một trong số rất nhiều mẫu vẽ cảnh chim công thôi. Và lục bình này thì cũng có các size từ 1m2 này, 1m36 này, 1m52 và 1m62. Đây là các cỡ của sản phẩm, cỡ lục bình. Quay qua cho mọi người nhìn nhé. Mặt đằng trước thì được trang trí họa tiết là chim công. Mặt bên hông này, bên hông thì được trang trí hình ảnh là hoa cúc này. Nghĩa là trên cái bình này vẫn có bốn loại hoa biểu tượng của bốn mùa xuân hạ thu đông. Mặt sau thì được trang trí họa tiết là hoa sen nhé. Mặt sau thì được trang trí họa tiết là hoa sen. Đây, chúng ta nhìn thấy cái phần sứ của nó vô cùng trắng, trắng tinh, trắng, bóng, trơn và mượt. Sản phẩm, tất cả những sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được báo giá và gửi thêm mẫu sản phẩm. Như một cặp lục bình như này nó sẽ có giá trên 25 triệu. Trên 25 triệu, nó tùy vào thời điểm nhé. Vậy mình sẽ không báo cái giá cụ thể ở trên video này. Đây là hình ảnh hoa mẫu đơn này. Cặp chim công. Bây giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào cái cặp lục bình này để chúng ta có thể nhìn rõ nhất cái họa tiết vẽ ở trên sản phẩm này, vẽ những cái cảnh họa tiết như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ quay gần vào để chúng ta cùng có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm. Thì đây là trên cổ bình, độ trắng của bình thì mọi người nhìn thấy rồi, trắng muốt, trắng như đá, cảm giác như là một tờ giấy trắng chúng ta đang vẽ cái họa tiết lên bên trên. Ở trên cổ thì được trang trí hình ảnh là hoa đào này. Đó, thì chúng ta quan sát và cảm nhận nhé, cái cánh hoa này, cánh hoa tròn tròn trịa này, liền mạch sắc nét này, những cánh hoa đào. Đây là những chú chim đang bay lượn ở trên đây. Ở trên cổ thì được tượng trưng như là trời. Rồi xuống những cái phần vai mình.
Ở phần vai bình thì chúng ta sẽ nhìn được rõ cái mặt hình ảnh là chim công. Chim công rất là nổi bật trên cái nền sứ trắng nhé. Một chim trống và một chim mái. Chim trống thì với cái đuôi xòe rộng, và chim mái thì ép ở bên cạnh. Ở mẫu này thì chim công, cái mặt chim công được vẽ khá là sắc, khá là sắc. Ở dưới chân đây nhé, đây là dưới chân thì được trang trí hình ảnh hoa mẫu đơn này, những chú chim nhỏ đang bay lượn ở xung quanh. Đuôi chim công thì trải dài, xòe rộng. Mọi người nếu như mà thích cái mẫu vẽ chim công này thì có thể liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn cho mọi người có thể sở hữu một cặp lộc bình ở công danh phú quý như ở trong video này. Từng cái phần mình của công được tô rất là đậm và chi tiết, làm nổi bật lên được cái hình ảnh chim công. Và nhìn ở góc này chúng ta sẽ nhìn thấy là rõ ràng nhất là hình ảnh một cặp chim công này. Đây là cạnh hông của sản phẩm. Đây, cạnh hông thì được vẽ hình ảnh là hoa mẫu đơn nhé. Cạnh này thì chúng ta sẽ nhìn rõ nhất được cái chú chim công mái. Lên trên này. Chúng ta để nhìn thấy vì là sản phẩm vẽ tay thế nên là sẽ không giống nhau 100% được, sẽ chỉ giống nhau được khoảng tầm 90%. Đây là mặt hông tiếp theo của sản phẩm, mặt bên hông tiếp theo, mặt hông thứ hai. Ở mặt hông bên này thì được trang trí hình ảnh là hoa cúc nhé. Đây là hình ảnh những cánh hoa cúc này, một cánh hoa bông tơi sắc nét nổi bật trên nền sứ trắng. Và nhìn cái men của nó cực mọng nhé, mọng mà sâu. Đây là mặt sau của sản phẩm, được chế tác hình ảnh là liên hoa cát tường, hoa sen. Ở mặt sau thì được trang trí họa tiết ít hơn để lộ nhiều cái phần xương sứ ra. Đây là vẽ cảnh hoa sen này. Đây và trên cổ. Trên cổ thì được chế tác hình ảnh là một cái đám mây. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp lục bình vẽ cảnh là công danh phú quý. Nếu như xem xong video này mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.